Người đàn ông này đã sưu tầm hơn 4.000 loại coca trong 40 năm, bao gồm những loại coca thông thường tới những phiên bản giới hạn. Hai chai coca mà ông đang cầm trên tay là phiên bản kỷ niệm 100 năm thành lập của Coca-Cola. Còn đây là tổ tiên đời đầu của coca. Nắp chai của nó được làm bằng nút bần. Có bạn nào muốn uống thử nó không? Ông còn rất nhiều chai coca với những kiểu dáng khác nhau, từ chai coca siêu to khổng lồ cho tới phiên bản được thiết kế bởi nhạc sĩ người Pháp. Tiếp đó là chai coca kỷ niệm Olympic và World Cup, một trong số chúng có giá lên đến 2 triệu won. Không dừng lại ở đó, những sản phẩm liên quan tới coca cũng được ông để ý và sưu tầm, như cái radio về chủ đề coca này. Vậy theo bạn, cái gì về coca mà ông này không có?